Xin chào, đây là Nano và Dina. Ha ha. Rồi, đứng thế thì anh vào nơi nào? Hả? Đứng đây thì anh vào nơi nào? Ý. Giờ chuẩn bị cho chúng nó ăn. Đi vào. Đi vào, đi vào, đi vào. Từ 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 từ, để anh cài cửa lại đã. Người như con trâu. Nano đâu rồi? Úi giời, đừng phi thế, để Yến từng từ từng đứa một. Thanh à, băng nha băng nhăn. Băng nha băng nhắn, anh nhìn qua anh lại tưởng là con Dina, hóa ra là con Hana. Đấy. Nano ra đây. Gì để nó nhảy nó đập cả chân vào mặt này. Nằm xuống. Nằm thế. Nằm yên, nằm yên, nằm yên. Nằm yên. Đợt này lông đẹp rồi đấy. Úi, ông tướng. Ngồi xuống. Rồi, chào phây. Ừ, được rồi. Rồi, đưa cái mặt đây xem nào. Đưa mặt đây xem nào. Nào. Phây à, nô kiểu gì đấy? Nào. Phây. Nô kiểu cứ đớp 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 rồi sứt hết ra. Ơ, cái cây này có phải là chúng nó dẫm dí không vàng vàng này nhỉ bố nhỉ? Ê, cây hồng xiêm này. Không ấy là phải kê một ít gạch ở xung quanh gốc ấy. Hình như là chỗ đấy là chỗ chúng nó dẫm với chúng nó đào. À, nhưng mà cỏ ông vẫn lên mà nhỉ? Sao cái cây đấy là vàng vàng? Một mình nó lá vàng hơn một tí. Người nó dày. Thank you.
Ok. Nằm. Lâu lắm mới quay nano một tí. Kia là con phây, vừa rồi là thả chung với lại con Hana. Đây là con phây, con thả chung với con Dina xong từ nãy rồi. Ở đây thì một đực ở với lại ba con cái thì cứ ba con cái thay phiên nhau ra chơi cùng con đực. Vệ sinh xong này kia thì lại cho vào, con nào có ô con đấy. Đây, loạt này thì mấy con cái này đều sắp lên giống rồi. Mọi người có thể chờ cho con của cái dàn này đực là nano. Trời hơi tối rồi, hơi mờ. Quay cho mọi người xem mặt nano tí. Nãy về là chúng nó mừng, chúng nó ầm ĩ lên. Đây, một số bạn thì thắc mắc là cái bảo là miệng nano hình như nó bị mép hồng, không phải nhá. Cái sắc tố ở trong khoang miệng của nó là vẫn còn có những mảng đen. Như vậy nó không phải là mép hồng. Đây là nó là một cái giai đoạn bị xì chét vì Covid, đợt Covid giãn cách xã hội là mình không có về được đấy. Nhìn nhìn cả cái mép của nó kìa, mép răng ở chỗ răng hàm á, chỗ răng hàm này đấy, nhìn thấy đen chưa, che mất rồi đấy đấy. Giống rốt này thì nó cực kỳ là tình cảm, khi mà đang được gần chủ nhiều, bẵng đi một cái không được gần là chúng nó xì chét. Nó xì chết quá độ thì nó mất sắc tố. Với cái giống rốt này nó rất là dễ mất cái sắc tố ở khoang miệng khi nó bị xì chết. Đây là may là Covid đi qua thì vẫn chưa đến mức là hết sạch sắc tố. Đó, nhìn cái mép của nó này, trong mép kìa. Và nhìn thẳng miệng vào nó vẫn còn một cái mảng đen. Nhưng mình ngồi xuống thì nó lại cứ nhao vào mình. Đấy. Không quay được, ngửa mặt lên, há miệng ra anh xem nào. Há miệng, toang ra. Nào. Cái này sắp có mùi, sắp sắp lên giống lại. Nào đâu, ngồi xuống. Ngồi xuống. Toang miệng ra xem nào. Há toang ra. Đó, nhìn khoang miệng chưa? Ý. Nên là với những cái một số người là cứ thấy một cái tí cái đoạn mép của nó thấy nó có màu hồng thì bảo nó là mép hồng phao tin này kia, là đây, hôm nay quay để cho mọi người tiện quay xem cho nó xem bên trong cái khoang miệng của con chó nè. Chó thì nhà vẫn nuôi rất nhiều nhưng mà đợt này sửa trại không có nhiều thời gian để quay. Đợt tới thì sau khi sửa trại xong thì sẽ có video đều để giao lưu với mọi người. Ok, hôm nay trời hơi tối. Mọi người nhìn cái sắc trời à. Hơi tối rồi mới mới về đến nơi mới quay chúng nó một tí. Rồi, Nano hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Lẽ ra là đợt này là cho Nano đi thi đi này. Lẽ ra là đợt này cho Nano đi thi cho đẹp. Nhưng mà vì sửa trại chẳng có thời gian, vì sửa trại vẫn chưa xong, để đợt sau nhé.